Chào mừng anh em đã đến với kênh Dụng cụ Hình Gia. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến em một cái con khoan 3 chức năng thương hiệu Marula. Thì cái con này được bên Hukan nhập về luôn nha anh em. Và mọi cái chế độ chính sách bảo hành gì đó thì bên Hukan sẽ chịu trách nhiệm ha. Thì mã của nó là MRHD0120AK. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi xem cái con này nó có những cái thông số gì đặc biệt nha. Rồi đầu tiên thì thiết kế của nó thì nó bao gồm một cái hộp nhựa, hộp giấy, hộp cạc tông bên ngoài ha. Ở trên này nó ghi lịch siết của nó là 120 niêu này, hai cấp tốc độ. Rồi nó có thêm cái hộp đựng ha. Đó, motor led không trợ than, có chức năng anti kick back, có chức năng anti kick back luôn. Điện thế pin là 21V, 20 cộng 1 cấp độ trượt và cái lực siết tối đa của nó là 120 niêu. Đó, hai cấp tốc độ là tốc độ 1 từ 0 cho tới 700 vòng trên phút, tốc độ 2 là từ 0 cho tới 1800 trên 1800 vòng trên phút. Ba chức năng ha. Ba chức năng. Rồi, đầu cặp nó đầu cặp 13 ly. Có đèn led. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi mở ra coi bên trong có những gì nha. Này đâu. Đây. Thì cái con Marula này là một trong những cái con mà thương hiệu mới và cũng là phân khúc mà giá rẻ nhưng mà nó có được cái chức năng anti kickback ha. Thì thực ra chức năng anti kickback này thì chỉ có một vài cái thương hiệu có thôi, đặc biệt là ở những cái thương hiệu lớn. Tuy nhiên là hiện tại thì bên Decton và bên Marula này nó đã sở hữu được cái công nghệ này rồi nha anh em. Thì bên Marula cái công nghệ này thì nó cũng khá là mới, còn bên Decton thì họ cũng lâu rồi. Rồi ok, thì đi kèm sản phẩm thì nó có cái hộp đựng bằng nhựa ha, kèm theo một bộ của nó bao gồm một cái body máy này, kèm hai viên pin. Pin này là pin 3A ha. Ủa pin bao nhiêu em? Pin 4A. À sorry anh em. Pin là 18V 4A nha. 18V 4A. Đây pin li-ion. À 21V 4A. Kèm thêm một cái bộ sạc. Cái này là sạc đế luôn nha anh em, sạc đế. Dòng nó là dòng 1.5A. Đó. Rồi đây là cái body máy. Thì cái con khoan này á, đó con đầu cặp nó là đầu cặp 13 ly nha anh em, đầu cặp 13 ly 20 cấp độ trượt nè. Rồi ba chức năng này, chức năng búa nè, chức năng mũi vít là dùng để bắt vít nè, chức năng mũi khoan dùng để khoan gỗ sắt nè. Đặc biệt con này nó có chức năng anti kickback luôn ha, hai cấp tốc độ ha, hai cấp tốc độ 1 và 2. Đó thì khi anh em cái này chức năng anti kickback này, khi anh em khoan mà bị gặp trúng cái vật gì mà cái mũi khoan nó bị kẹt á thì nó bật chức năng anti kickback, là cái đèn này sẽ chớp nháy ha. Rồi motor là motor led luôn nha anh em, ở trên này nó cũng sẽ có thông số của máy. Rồi thương hiệu Marula ha. Rồi hàng này thì được bảo hành cho anh em 6 tháng nha, và được bảo hành bởi bên công ty Hukan luôn nha anh em, Marula. Rồi ở đây trên này nó có cái nút chỉnh cái này chỗ này cái nút báo pin thôi, báo pin thôi ha, nó sẽ báo pin là cái pin còn nhiều ít này. Ok rồi con này thì theo thông tin của bên hãng đưa thì nó có thể rút lõi được lên nha anh em, rút lõi ok luôn nha. Thì con này nó sẽ dùng cho những anh em mà sử dụng điện lạnh đồ vẫn ok ha, điện lạnh có thể khoan rút lõi rồi khoan tường đồ đó thì mình có thể sử dụng cái con này để đi chiến được. Và đặc biệt là cái bộ này nó có thêm cái hộp đựng bằng nhựa thì giúp anh em có thể là bảo quản cái sản phẩm nó được tốt hơn. Rồi một bộ sản phẩm như thế này á, giá của nó sẽ là 2 triệu 350 ngàn nha anh em, 2 triệu 350 ngàn, bao gồm là một cái body máy này, hai viên pin 4A và một cái bộ sạc ha, và hộp đựng bằng nhựa. Ngoài ra thì hiện tại là cái dòng sản phẩm Marula này là bên em mới vừa về luôn. Bên em mới vừa về, mới vừa triển khai bán Hukan và Marula. Nên là cho những anh em mà mua hàng đầu tiên thì em sẽ tặng kèm một số cái quà tặng như sau. Đầu tiên đó là sẽ tặng cho anh em một cái bộ mũi khoan của Toto. Bộ mũi khoan này trị giá khoảng gần 200 ngàn ha. Thì bao gồm nó là 4 cái mũi khoan sắt nè, 5 cái mũi khoan tường và 5 cái mũi khoan gỗ ha. Đó có hộp đựng bằng nhựa luôn nha anh em, khoan tường, khoan gỗ, khoan sắt đầy đủ luôn. Đó cho anh em sử dụng, nó có hộp đựng bằng nhựa luôn. Anh em sử dụng trong gia đình hoặc là đi công trình đều được, đầy đủ cái mũi cho anh em. Và tặng thêm cho anh em một cái bao tay, một cái bộ bao tay như thế này, bộ bao tay của Toto luôn nha anh em. Đó bao tay này thì nó cũng chỉ có chống cắt cơ bản thôi nha, chứ không phải là chống cắt chuyên nghiệp. Bộ bao tay này thì trị giá là 25 ngàn ha. Đó
thì tặng cho anh em tổng trị giá món quà đâu đó khoảng tầm 200 ngàn. Rồi và khi mà anh em mua cái này thì tổng giá trị của nó là 2.350.000 ngàn, thì sẽ được kèm, tặng kèm cái bộ bao tay và cái bộ mũi khoan này. Đó, anh em nào có nhu cầu mua thì anh em có thể là nhắn tin vào số điện thoại hoặc là Zalo em để trên phần tiêu đề và trong phần mô tả nha. Anh em lưu ý là cái quà tặng này là em chỉ ưu tiên cho những anh em mua hàng đầu tiên ha, tại vì coi như là cái sản phẩm Marula ra mắt tại bên Hình Gia chúng em. Đó, còn khi mà em hết em chỉ bán ưu tiên 5 năm anh em mua đầu tiên thôi. Còn khi mà cái những anh em đầu tiên mua xong rồi thì những anh em sau thì em sẽ không có còn hỗ trợ cái quà tặng này nữa. Đó nên là anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể là nhanh tay liên hệ em ha. Rồi thì con này cũng sẽ là dành cho những anh em làm thợ ha, và có chức năng anti kích bắt. Đó, giá thì khá là hợp lý, một bộ bao gồm một máy, hai pin, một sạc, mà giá của nó chỉ có 2.300.000 đồng và kèm theo bộ quà tặng như thế này. Rồi, cảm ơn em.